làm 6,5 nè các bạn. Nó mang kiểu dáng của Honda nè. Đây là máy của chuyển áp ở khu vực mình đó nha. Nó chuyển áp chứ cái này là hồi đó em này là đi chung bộ đội chung với em trai mình. Về đất cách đây một thời gian nhưng mà theo làm việc giờ cũng có ở nhà cũng có làm ruộng làm chạy đi nhặt lưới ra câu rồi thì kiếm phụ thêm đó các bạn. Nghe đâu là hôm trước thì sau khi máy gì ra lên lết nó lọt xuống sông xong lên nó chạy chân ba chân tư rồi muốn chạy chạy muốn tắt tắt đó là cái động cơ này nè. Cái hộp sữa cái robin đó các bạn có giật tiếp mình đó em đó đó thì tối hôm đem lại mà tối quá không làm gì sáng này tranh thủ mình làm trước cho em nó có xài gì xài tại vì cái này chuyện này làm rất mau đó. Bây giờ mình trước tiên là mình làm đúng nguyên tắc mình giật thử nó chạy không các bạn nè bật công tắc lên này nha tắt lên là chạy rồi. Lên ga nè, đóng le nè. Nhìn cái này nha. Lô xăng còn nhóc luôn. Chạy cái thử còn sao. Chạy nó khó vậy. Lên ga chút xíu nữa anh chị ơi. Phải khó chạy các bạn ơi mà là nó không chạy luôn. Nhớ cái coi cái dẻo dẻo nè này nhớ của các bạn ơi nhớ cũng vào trong chứng tỏ là đã thay nhớ rồi. Khi mà sửa cái động cơ xăng á, thì cái câu muôn đời này là không thể quên các bạn. Thứ nhất là hư cái buji à, tiếp theo mà nó là hư cái gì bên trong. Giờ mình coi cái buji trước đây. Phải thử lửa này nha các bạn. Đây. Lửa mà nó đỏ lòm các bạn ơi. Có lửa. Nhưng mà tốt nhất là thử đi xe là thử gì đó các bạn. Rút cái chụp buji ra thử phía bên ngoài vậy nè chắc ăn nhất. Các bạn ơi, nửa ngắn ngủn mà đó chạch luôn nữa. Nên là phải coi xe rồi đó, mình nghe em nó nói là nó xả xăng rồi, để mình thử mình xả cái nữa thôi coi nha. Trời ơi, anh dặn rồi, cái rồi anh quay cái lỗ xả xăng ở trong luôn. Đó, mình xay lại. Nè, ốc xăng là phải đi phía ngoài nha các bạn, xả mới được nha. Đó. Xăng sạch bon hả các bạn, xăng thôi. Đây đúc IC với cái buji vô là chạy chứ không có gì mấy này. Là cách đó bệnh thông thường của mình đó. Bây giờ mình muốn biết là nó có đúng như cái dự đoán mình không ha. Mình làm cho các bạn coi nè nha. Buji bỏ ăn bên đây. Mình gỡ IC nè. Còn em luôn nè nha.
dây tắt được vẫn còn ok nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Mấy cục PC mà ở trong máy các bạn, nó gấp rất là hở luôn nha. Các bạn thấy nè, ở cỡ khoảng một tấm với cách cà tông màu vàng đó chứ phải chơi đâu nha. Còn mình đối với mình thì canh bằng cái tấm cà tông màu trắng các bạn. Nó hơi khít hơn chút xíu, chạy lửa nó sẽ ok ha. Cục PC này thì đi rồi, rớt nước cách thấm nước rồi. Cái cục này dở lắm các bạn. PC này là... giờ bắn nó ra nè. Các bạn trước đi chợ mua cái bùi chân dài, chân dài mới đúng với cái máy này nha các bạn. Để thấy mình thấy ghi chân ngắn nè, mà sao không biết anh bán hạ anh đưa toàn là bùi chân ngắn không, bùi chân dài không, mua ngắn mà ra dài nè. Giờ lấy xài luôn là GK nè các bạn, chính hãng nha, mua chỗ quen mình cho nó an toàn. Còn đây là cái cục DC. Xe mới thì nó gồm có các bạn dây tắt nè, khỏi cần, dây tắt kia nó còn, bỏ ngoài đi. Chụp buji nè, dây gen nè. Ba món gì đó. Sửa mấy cái Honda của Thái, Honda Trung Quốc rồi các bạn, các lập kiểu dáng Honda rất là dễ. IC không cần hư nữa các bạn, gỡ cục IC ra, thay vô rất là nhanh chóng mà nó dễ dàng so với những cái động cơ mà nghĩa địa đó các bạn, hồi xưa gọi là đời mới. Trời ơi, nhiều khi á cái cụ điện nó nằm bên trong các bạn, gỡ ra rồi nhiều khi vít lửa nó nằm ở phía trong vô lăng đó, rất là cực mà nó không có để thay. Có là có đồ lô đút vô là nó mau chết lắm. Còn mấy cục này dầu cục cỡ nào các bạn thì nó cũng có thể nó chạy được mà hay không thôi. Mình canh khe hở của mấy cái động cơ này là bằng tấm giấy này, nhưng mà nó không phải cái nào cũng vậy nha các bạn. Có thể là khanh khít hơn đối với cái cốt máy á, là cái trục hiểu đó nó còn chuẩn, nó không rơ nha. Còn nếu rơ thì canh hơi hở chút xíu để trừ hao cái mức độ dao động của cái cốt đó các bạn. Nó rơ lắc qua nó sẽ cọ, mà nó cọ vô thì nó mau chết IC rồi lắm. Hơi hở chút chạy cũng được, tại IC này rất dễ chạy nè. Rồi câu cái gì cầm tắt trên nè. Đó, dài vô cái nhện này. Rồi. Để vô đây. Đối với mấy cái bánh đà này là không cần phải để ngay bô lăng cũng được nha các bạn. Tại vì nó đều nhau à. Người ta canh nó đã đều rồi. Không nha các bạn, bắn là bắn vừa tới thôi. Vì các bạn nói mình chỗ này không được bắn dê, bắn súng bắn bù lo, chỗ kia không được, chỗ kia cũng không phải các bạn. Cái này mình bắn là bắn vừa tới thôi, cho nó lẹ các bạn, lẹ cho công việc đó. Từ sau là mình phải siết lại bàn tay hết nó mới ok. Tại cái tay mình á, nó giống như cảm ứng như các bạn quen nè, quen tay mình biết siết tới cái ngưỡng nào là cái bù lo nó ok. Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn là mình siết cái bù lo gì siết vô, thứ nhất là nó kêu cách đối với con ốc mà con bù lon nó sạch là ok.
Còn nếu mà nó con ốc hay là nói đúng là con bù lon đó các bạn, nó bị dơ, bị nhớt cái gì là chiếc cặp bùa chiếc chắc vô phải không? Cảm giác nó hơi dội dội lại là vừa nha các bạn. Cái bù lon không phải con nào cũng xiết hết ra hết, cho nó đụng mùi hết. Đó, xong rồi. Xong rồi mình lắp mình thử lửa các bạn. À, các bạn thấy không? Lắc tay nó đã nhảy tạch 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 là chứ không phải như đãi mà giật mà nó chưa có lửa nữa các bạn, giật mà nó chưa có nhảy nữa, còn lắc tay là đưa ra khoảng chừng 5 ly đó các bạn, là nhảy tạch tạch mà cái tia lửa rất là gọn ha, không cần tiếp. Đối với mấy cái cục này nè các bạn, nó chảy rất gọn là lửa trắng trắng mà cũng ok nè, là để vô là phát chảy đó, xong rồi đó các bạn, lắc vô nè. Đối với mấy cái động cơ Honda là các bạn lắp cái mặt nạ, cái điều chú ý quan trọng nhất là các bạn biết gì không, nó kẹt cái dây ga, cái lò xo ga đó các bạn, nó cọt lên lò xo ga nó chạy lên hết ga. Nếu mà các bạn nào mà từng lắp mà không để kỹ là bị rồi đó, nên giật lên nó làm cái tè bù 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 nó xuống ra không được, đó là kẹt cái lò xo ga lớn đó nha. Đối với mình thì gắp vô để cái vô đó rồi. Con này là con bù lon này nằm trong kẹt các bạn. Rồi đầu tiếp lấy miếng giấy chìm vô, rồi dặn vô nha. Cái gì nè. Cái này mình đã nói rất nhiều ở những cái video trước đó các bạn. Nhưng mà cái này mình nói lại chẳng qua. Rồi những bạn nào chưa nghe sẵn đây mình nói luôn. Bạn nào nghe rồi thì thôi. Coi cái nó hết lên 500 nó quánh vô cái bể IC, bể chân nền của cái bắt IC nữa đó nha. Tại vì kỹ lắm, nếu không có là phải đỡ mặt hạ lần nữa đó. Được rồi. Đó, xong rồi đấy các bạn. Để chặn cái chút pussy nè, vô nè. Thử cái buji vô cái chụp này nó ok không? Ok là cái cũ. Cũ ok hơn. Đó. Nếu các bạn mua cái buji về là cũng nên thử nha các bạn. Nhiều khi mua về là nó đã chết rồi đó nha, chứ không phải là mua cái nào cũng ok hết không à. Nhưng mà NGK chính hãng thì cái mức độ mà bugi chết rất là ít luôn. Đó mình sửa mấy trăm cái mới có một vị một cái thôi. Còn hàng làm xạo ngoài đó rẻ các bạn, mua về thì chạy không được luôn. Đó, lửa bạc bạc rồi đó. Đó, rồi cái về mình coi cái khe hở bugi đó các bạn. Là nó phải tương đối thôi, cả gì thôi. Nó không hết 7mm thôi, còn nếu các bạn đưa ra quá xa đó thì đối với mấy cái động cơ này lửa IC nó mạnh không nói gì, như cu le rồi đó, xa quá chạy không nổi các bạn, vừa thôi. Bây giờ mình sẽ lắp cái buji vô. Coi nha, xong rồi đó các bạn. Đó, xong rồi nè, công tắc bật lên là chạy nè. Đó, mình sẽ chạy nè, các bạn coi nha.
lên ga nè, khép bấm ga lại nè, thêm bấm gió chứ, rồi kéo bấm ga trở lên nè, khóa xăng thì vẫn mở, chạy nghe các bạn, không biết mấy cái nè. Chưa được các bạn ơi, tại vì có khi anh chàng này nó chạy nó bị yếu hay xe gì đó, cái này chạy không được cái chỉnh tà la, mình nóng ra chút xíu mình chỉnh lại nè các bạn coi nè. Nó sẽ bị mở cái bộ giảm áp ra nha các bạn, thôi chơi đây nha. Đó. Cái đó, cái ba coi. Chỉnh cũng được nhưng mà ra nhỏ thì cũng tương đối, nhưng mà nếu mà cái động cơ có bộ giảm áp á, thì các bạn không nên chỉnh nhỏ quá khi mà mình gáp vô dàn xi hoặc cho mình kéo tải gì đó thì nó sẽ thiếu tua thì cái càng giảm áp nó sẽ kéo về, nó sẽ hoạt động đó thì nó sẽ phật lực thì nó cũng không có tốt lắm, theo mình nghĩ là nó không tốt mà nó cũng khó nghe khó chịu nó các bạn, cho nó nhích lên chút xíu đi để về á, vô tải rồi đó thì nó chạy ga nhỏ nó mất luôn. Thứ hai nữa là khi nguội thì ga nhỏ nó sẽ nhỏ hơn các bạn đó, thì mình cũng lưu ý thêm một cái nữa, đó là các bạn mua cái máy về, cái này nói với những người sử dụng thôi nha, mình muốn chỉnh ga nhỏ đó các bạn thì mình chỉnh coi nhầm cái máy là chỉnh không được, đối với những cái động cơ rẻ tiền như vậy nè, là lý do sao là cái bên trong cái bộ phận giảm áp các bạn có thể cái lò xo nó hơi cứng chút xíu thôi thì cái giảm áp nó sẽ khó bật lên, các bạn chỉnh ga nhỏ muốn nhỏ hơn nó sẽ lực thì thôi kệ đi, cái này chạy cho nó hơi tròn chút xíu các bạn, chứ đừng cái đè mà nó không có chỉnh ga nhỏ được mà nó có giảm áp nó hoạt động, các bạn chỉnh hoài nó cực lắm, khi nó bị ở bên trong ở ngoài mình chỉnh đó. Bây giờ mà mình cảm thấy cái máy này á, nó còn một cái bệnh nữa, đó là nó hở gò đó các bạn, hở gò thì nó nặng giật. Thật ra cái máy này hồi nãy giờ là mình để dưới này nè, dưới cái bàn xoay của mình ráp nha, nếu mà là để ở chỗ khác đó ha là giật, có thể nó hơi lộn rồi đó, thôi sẵn này mình chỉ ở chỉnh cho em này. Các bạn đừng có nghĩ cái máy mới á là nó hoàn chỉnh nha, cái máy mới đem về người ta ráp nó vẫn có lỗi ra ngoài đó, tại vì có thể cái này gáp bằng tay hoặc là những người thợ ta gáp ta sơ ý hay sao không biết nữa, gáp nhiều khi cái máy mới về các bạn gỡ họ cò chỉnh hở còn hơn gì nữa, hơn là mình chạy rồi nữa à, để mình gỡ mình chỉnh cò thôi mình coi
chỉnh cái động cơ này đó các bạn, là mình phải cầm cây kìm nha. Nếu mà không quan tay cầm cây kìm gì là nếu một bên kéo ra vô nè, nè các bạn thấy không, khe hở nó khủng khiếp không nè, cái này nó khe hở nhiệt nó đang lớn hơn là cái máy dầu luôn đó các bạn, có hở một gần 2 ly luôn đó, là nó đâu có phù hợp với cái động cơ xăng. Em kéo lại tăng khác rồi, thử cái hơi rồi cho các bạn coi luôn. Cái hơi thì hở khoảng chừng ly rưỡi các bạn, cái lửa thì hở ồ chắc này hơn 2 ly luôn các bạn ơi, gần 3 ly luôn nè các bạn thấy nè. Đó, như vậy á thì nó ảnh hưởng tới cái sức làm việc của cái bộ giảm áp đó các bạn. Đó, giảm áp là nhờ ta hơi đè cò vô chút xíu là nó hoạt động rồi, gì nè cái đầu nó đã giảm áp, nó hí à, giống như là không có giảm áp luôn các bạn. Đối với cái động cơ này nè, đã về giật là mình rồng dữ lắm luôn đó, chơi đâu. Bây giờ mình sẽ chỉnh cò lại cho các bạn coi nha. Cái này là mình chỉnh rồi nè, mình cho các bạn coi nha. Đó, chỉnh rồi thì còn nó vừa lắc qua lắc lại thật ra. Nhưng mà mình kéo gạo vô có cảm giác nó hơi có khe hở một chút xíu thôi. À, còn cái hơi thì nó cũng vậy luôn các bạn. À, nếu mà các bạn mà xuyên chút xíu thì chỉnh nó vừa lắc qua phớt nhẹ gì được là thôi. Đó, rồi nhưng mà vài bữa là phải chỉnh lại. Còn nếu mà các bạn mà không kỹ lắm thì chỉnh cho nó hơi khó khe hở chút xíu thôi nha các bạn. Chứ chỉnh như kiểu như nó hở như kiểu nãy đó ha. Là nếu mà các bạn như cái xe gắn máy các bạn chỉnh gì nó kêu dữ dội lắm. Còn cái này thì cái tiếng bô nó líp rồi, mình chỉnh lại mình chạy cái tiếng nó sẽ khác hơn cho các bạn coi nha. Tiếng không biết khác hơn chứ giật là nhẹ hơn đó. Lên nha, chỉnh cái camera lại cái hả? Nãy giờ có quay không biết. À, vậy là cái kế tiếp nữa các bạn, cái thứ mấy nó bật công tắc lên nè. Đó, rồi khép le lại, lên ga y như cũ. Hy vọng cái này chạy nha các bạn. Hồi nhỏ các bạn, hồi gõ ra không để nguội chút xíu mà nó đã nhỏ rồi đó. Để tới sáng nó còn nhỏ nữa. À, chứ thông thường mình chỉnh cái xăng nó hơi dư chút xíu các bạn thì nó dễ chạy ra nhỏ hơn. Đó. Rồi chạy nha.
mình làm cái động cơ đó các bạn. Mình chạy mà muốn nó biết ngon hay không á, thì các bạn lên ga nó nghe hù 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 ha, xuống ga là nó thụng 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 thụng, chứ phải xuống ga cái nó đơ, nó xuống xuống cái một là cái động cơ đó. Cái sức sức nó không có, cái lực nó không có, lên ga là nó phải hút 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 quá, xuống ga là nó phải thụng xuống từ 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 từ, giống như là nó xuống không kịp á các bạn, cái hơi nó còn á. Đối với mình là vậy đó. Rồi các bạn nhiều khi nói là cái động cơ Trung Quốc là không chạy chạy cái nhỏ được, rồi động cơ Nhật thì nó chạy nhỏ ok đó, nó cũng có phần đúng là do cái bình xăng con của cái máy Nhật máy Thái các bạn nó ok chuẩn hơn. Nhưng mà đối với những con động cơ này cũng có một số động cơ, nếu mà các bạn mà chịu bỏ thời gian chăm chút chạy vẫn ok nha. Ra mình kiểm tra là cái bộ phận giảm áp lại nè, rồi mình xăng con mình làm Hitler lại, mình kiểm tra nó lớn thì mình ém lại, hoặc nhỏ thì mình thông ra nè ha, IC đều canh chính xác đàng hoàng, cò bọng rồi tất cả rồi ha, rồi hơi đồ đủ chạy vẫn ok các bạn, chỉ là độ bền thôi, chứ không có cái máy nào mà chạy ra nhỏ không được, không có máy nào chạy ra lớn mà nó không được, trừ khi nó đã sai sót cái gì thôi, còn nếu mà nó đúng là vẫn chạy được các bạn, chứ không phải là máy cũ máy thế nào thế kia nha. Có cái là độ bền thôi, chứ mình bỏ thời gian mình đầu tư xong thôi. Những cái máy này các bạn điển hình như cái máy này các bạn thấy không, giá tiền nhưng mà chạy vẫn được. Đây mình làm cái nữa coi, mình ra đâu còn gì để nói nữa thôi các bạn. Ok rồi thì mình giờ mình đem vô thôi, mình gửi rồi đem vô thôi các bạn. Hy vọng cái video này cũng đem lại một hai điều gì lạ lạc cho các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn, gặp lại ở cái video sau, chúc sức khỏe và bình an.